Hello, hello! Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay là đầu tuần tại Hoa Kỳ ngày thứ hai Ở Việt Nam đó các bạn đã bước qua là ngày thứ ba rồi Và hôm nay chủ yếu đó thùng muốn dành thời gian để mà chia sẻ một số những cái tin tức với các bạn Và tin tức hôm nay nó cũng rải rác các bạn Nhưng mà thường đã cố gắng sắp xếp để cho nó lo trực à, Và chúng ta trước khi mà nói những cái tin tức đó Thì chúng ta hãy nhìn vào tình hình chung của thị trường hôm nay Thì chúng ta bắt đầu có thể nhìn vào thị trường chứng khoán tại Hoa Kỳ Thì các bạn thấy được là mở đầu tuần này đó là một màu đỏ cả ba chỉ số luôn Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq điều đó. Trong đó chúng ta coi chỉ số Nasdaq là xuống gần như 2% ngày hôm nay các bạn Con số không hề nhỏ Pre-market thì không có nhiều động tĩnh Thì bây giờ cả ba chỉ số pre-market thì bây giờ là không có cái sự di động và chúng ta sẽ thấy là tuần này đó sắp sửa có rất nhiều những cái thông tin nổi bật Tôi sẽ chia sẻ thêm chi tiết với các bạn một lát nữa Nhưng mà chúng ta nhìn vào hợp đồng dầu đi Thì hợp đồng dầu thì bây giờ mức là 77 đô thì coi như cũng tốt các bạn Chúng ta đã thấy là dầu đó cũng xoay mức là 70 đô Tới 80 đô trong vòng mấy tháng qua và đó là cái mức chúng ta muốn thấy Tại vì các bạn thấy được là những cái tiến triển tốt gần đây liên quan đến phần trăm lạm phát đó Một phần tại vì năng lượng đã giảm xuống rồi Mặc dù là chúng ta biết là cái nhóm OPEC Plus đó, thì họ muốn cắt giảm sản lượng dầu Tại vì họ muốn giá dầu tăng trở lên tới mức là khoảng 100 đô cho một thùng dầu Nhưng mà điều đó vẫn chưa xảy ra các bạn Đây cũng là một dẫn chứng cho thấy được là nền kinh tế đã chậm lại cho nên nhu cầu dầu cũng đã chậm lại rồi Chỉ dù họ cắt sản lượng nhưng mà nhu cầu cũng không có nhiều dẫn đến là giá dầu vẫn không có cái sự tăng trưởng như mong muốn các bạn và chúng ta tiếp tục muốn thấy là giá dầu giữa cái mức này thậm chí là thấp hơn một chút các bạn còn về vàng thì sao vàng hôm nay thì không có sự thay đổi à, vẫn ở mức đó các bạn sau khi mà chờ với mức 1 1900 đô thì hôm nay là 1923 đô crypto thì sao chúng ta nói tới BTC đó thì ngày hôm qua các bạn thấy được là Bitcoin đã muốn đến cái mức là 24.000 đô ngày hôm qua đã giá là 23.965 đô nhưng mà hôm nay đã ngồi lên một chút rồi các bạn đã đi ngược trở xuống tới mức là khoảng 20 2.500 đô rồi sau đó chúng ta thấy được là giá bây giờ đang mức là 22.850 nhìn xa hơn thực ra trong vòng mấy ngày qua thì cũng cỡ đó mà thôi các bạn giá BTC thì cũng xoay quanh cái mức là khoảng chừng 22 tới 23.000 đô trong vòng mấy ngày qua còn về cả trên crypto đó thì các bạn sẽ thấy được là ngày hôm nay xuống 3.1%, vốn hóa thì vẫn hơn 1.000 tỷ, nhưng đồng lớn thì xuống cùng cờ đó các bạn, BTC thì xuống 3.4%, Ethereum xuống nhiều một chút à, ở 4.2%, BNB thì hầu như là không có xuống nhiều. XRP Cardano nó xuống khoảng 5%. Nói chung là phần lớn các đồng ngày hôm nay là đi xuống một chút. Thì đây cũng là điều mà tôi nghĩ là nhiều bạn cũng đã chờ đợi rồi tại vì chúng ta thấy được là sau khi mà giá BTC tăng trưởng liên tục trong vòng khoảng chừng là một tuần rưỡi qua đó khi mà giá BTC từ mức là khoảng 16 17.000 đô mà đi thẳng lên tới mức 23.000 đô đó thì đã có rất là nhiều người kêu gọi một đợt điều chỉnh, thậm chí những người mà bullish nhất cũng đã đang chờ đợi một cái đợt điều chỉnh trước khi mà tiếp tục, nhưng mà tới bây giờ thực ra chúng ta vẫn chưa thấy có một cái đợt điều chỉnh nào và đáng kể hết các bạn. Các bạn thấy được là nếu như chúng ta nhìn từ thời điểm đầu tháng 1 tới bây giờ đó thì giá cả cứ tăng tăng mà vẫn chưa có một cái mức điều chỉnh nào gọi là đáng chú ý. Có phải chúng ta sắp sửa thấy cái đợt điều chỉnh hay không? Thì uh, tuần này là một tuần cảm thấy rất quan trọng, tại vì các bạn thấy được là chúng ta sẽ nhìn vào một số những cái thông tin lớn. Hôm nay đó thì chúng ta không có à, những cái công ty gọi là đáng quan tâm trong thị trường crypto này và những công ty công nghệ lớn khai quý 4 tại vì à, bây giờ là cái thời điểm mà những công ty lớn đó họ đưa ra cái à, thống kê tài chính quý 4 nhưng mà các bạn thấy được là bắt đầu là ngày mai đây chúng ta có công ty Spotify sẽ công báo quý bốn của họ thu nhập ra sao chúng ta cũng sẽ thấy là ngày thứ tư đó có công ty Facebook chúng ta có công ty Peloton sẽ công bố vào ngày thứ tư còn thứ năm đó chúng ta có những công ty rất là lớn chúng ta có Amazon, Apple, Google đều sẽ công bố cái thu nhập quý 4 vào thứ năm này coi như đây là một trong những cái tuần rất là bận rộn trong thị trường phố Wall các bạn còn về cái thông tin lớn hơn nữa đó đó chính là cuộc họp của Fed chúng ta đã biết là chúng ta chỉ còn có một ngày 15 giờ nữa là sẽ biết cái công bố kết quả cuộc họp của Fed đầu năm nay thường đã chia sẻ cũng khá nhiều rồi các bạn thấy được là hiện bây giờ đó 99.1% Hợp đồng tương lai trên CME đang nhiên về là Fed chỉ tăng 0.25% mà thôi. Đây là những cái thông tin lớn trong tuần này và chúng ta cũng sẽ có cái thông tin liên quan đến cái phần trầm thất nghiệp. Tôi nhớ là thứ sáu tuần này sẽ có thông tin đó. Tuần này là một tuần rất là bận luôn và chúng ta sẽ thấy được là thị trường từ đây đến đó sẽ có nhiều cái sự biến động chúng ta không chỉ nói riêng là thị crypto mà thị trường tài chính nói chung sẽ có nhiều cái sự thay đổi khi chúng ta nhận được những cái thông tin liên quan đến thu nhập của những công ty như thế nào xem coi là cái cách nhìn của họ về từ đến cuối năm là ra sao các bạn đó là điều quan trọng hơn tại vì họ thu nhập lời lỗ là một chuyện còn từ đến cuối năm đó họ nghĩ là thu nhập của họ sẽ ra sao có nghĩa là họ có nghĩ năm nay là một năm khó khăn cho thị trường tài chính hay là không chúng ta sẽ biết thêm những thông tin khi mà có những công ty bắt đầu là họ công bố à, tầm nhìn của họ từ đến cuối năm như thế nào và đương nhiên fed là một cái đề tài lớn chúng ta cũng sẽ theo dõi và thường sẽ cố gắng chia sẻ thông tin sớm nhất với các bạn và trừ những điều này ra đó, chúng ta thấy được là chỉ số DXY đó đây là cái chỉ số mà đo lường cái sức mạnh của đồng đô la so sánh với những cái đồng khác như là đồng bảng Anh, đồng Yên hay đồng Euro đó thì vẫn tiếp tục ở cái mức thấp sau khi mà đã đạt được cái mức cao là 114 điểm vào tháng 9 của năm ngoái các bạn, sau đó đã giảm từ từ, 102 thì tính tới lịch sử đó cũng là một mức không phải là thấp đâu các bạn nhưng mà nói chung thì tính trong vòng 6 tháng qua thì cũng đã là cái mức thấp rồi nói chung là chúng ta muốn thấy chỉ số DXY này tiếp tục có xu hướng giảm tại vì thường nó sẽ có cái tương quan âm với lại thị trường tài chính và thị trường crypto khi mà DXY giảm khi đồng đô la sức mạnh giảm xuống thì chúng ta thấy được cái sự tăng trưởng cho thị trường tài chính cũng giống như là BTC rồi chúng ta bây giờ sẽ chuyển qua nói tới một số những cái thông tin liên quan trực tiếp đến thị trường crypto Nhưng mà trước hết thì có hai thông điệp tôi muốn chia sẻ với các bạn có rất nhiều bạn đã đang trong chờ khi nào chúng ta mới có một cái đợt điều chỉnh thì có rất nhiều bạn nói là tích lũy vẫn chưa có đủ thời gian. À, nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là giá cả cũng đã cao hơn nhiều so với cái mức cách đây chỉ có hai tháng mà thôi khi mà giá BDC vẫn 17.000 đô. Thì đây cũng là một điều mình thường đã từng chia sẻ với các bạn. Cái điều mà thuận lo lắng và quan tâm nhất không phải là giá bịt khôi có thể xuống tới mức thấp bao nhiêu mà cái thuận lo lắng và quan tâm nhiều hơn đó chính là chúng ta có thể là không còn nhiều thời gian để tích lũy nữa. Bây giờ chúng ta chỉ còn khoảng một năm nữa mà thôi Đó là điều mình thường đã chia sẻ nhiều lần với các bạn trong năm ngoái rồi Thì à, nếu như mà những bạn nào mà đang chờ đợi xem coi khi nào chúng ta mới có một cái đợt điều chỉnh Thì có một cách à, để thường chia sẻ với các bạn Thường đó thì theo định nghĩa người cuối cùng trở nên bolus là bear Có nghĩa là những người mà bearish các bạn Khi đó đó thì những người bearish sẽ cung cấp thanh khoản cho bô chút lời Điều này đó cũng đúng khi mà nghĩ ngược lại Người cuối cùng bearish là và lúc đó bán ở đáy với giá rẻ thì điều mà chúng ta nên quan tâm đến là các bạn hãy để ý những bạn bearish khi các bạn tham gia những mạng xã hội những diễn đàn đó thì khi nào các bạn thấy được là càng ngày càng nhiều bạn bearish dần trở nên bullish khi mà điều đó xảy ra đó thì chúng ta sẽ có một cái đợt điều chỉnh đó là một trong những cái kinh nghiệm tôi có thể chia sẻ với các bạn và cũng có một số bạn hỏi thuận về cái video được làm bởi một channel YouTube của người ta tiếng đó chính là James Jenny các bạn. Đây cũng là một YouTube thường theo dõi và James Jenny đó là một trong những YouTube thường cực kỳ thích. Gần đây đó thì có làm một cái video gần cả tiếng đồng hồ luôn các bạn. Đây là cái video mà James Jenny đã làm cái đây 4 tuần và thuận đã dành một tiếng đồng hồ để xem cả cái video này. Thì đây là một cái video về tại sao Bitcoin, Crypto, NFT nói chung đó, tất cả đều là lừa đảo hết. Xem xong đó, thì Thuận lại cảm thấy an tâm hơn vẫn còn rất nhiều người am hiểu tài chính và thông minh nhưng mà vẫn không hiểu rõ BTC và crypto thì cơ hội vẫn còn các bạn. Khi mà không còn ai nói tới crypto là lừa đảo nữa thì cơ hội đó đã không còn. Chúng ta nên trân trọng họ vì họ đã cho mình cơ hội. Đây là các của thần sau khi mà xem video của James Jenny. Nhưng mà nào mà chưa xem nè thì cũng nên xem. Tại vì thường nghĩ nếu các bạn xem xong video này rồi sau một tiếng đồng hồ, các bạn xem hết tất cả những lý do tại sao mà James Jenny nghĩ crypto là cái Dụ lừa đảo lớn nhất thế kỷ mà sau khi bạn xem xong rồi mà các bạn không biết lỗ hỏng của cái suy nghĩ nào ở đâu thì uh, tôi nghĩ là các bạn cũng cần phải xem xét lại lòng thương của mình đi quan đến crypto. Tôi nghĩ là những người nào mà theo dõi kênh một thời gian qua thì uh, cũng đều sẽ nhận ra được những cái mà James Chaney không nghĩ đến hay là không muốn nói đến trong cái video này. Chưa xem nữa, thường vẫn là một fan các bạn, thường vẫn là một subscriber của James Chaney. <laughs> rồi. Hôm nay là đầu tuần chúng ta cũng nhận được cái thống kê đến từ quỹ đầu tư là tuần vừa rồi đó cái nguồn tiền như thế nào Thì tuần vừa rồi là một tuần mà chúng ta thấy có một số lượng tiền đáng kể đi trở vào thị trường crypto các bạn chi tiết hơn đó là chúng ta thấy được là có cái số lượng tiền rời khỏi và đi vào nhưng mà tính chung đó là chúng ta có 117 triệu đô la đã đi vào thị trường crypto này đến từ những quỹ đầu tư lớn và chi tiết hơn đó, chúng ta thì được là phần lớn 115 triệu là đi vào BTC rồi À, chúng ta thấy được là cũng có một số lượng nhỏ là 4.4 triệu đi vào quỹ short Bitcoin nhưng mà phần lớn đó các bạn thấy được là chúng ta thấy là đi vào BTC hiện tại nói chung đó, thì sau một cái thời gian ảm đạm các bạn các bạn thấy là những cái thanh này đó nó rất là nhỏ luôn có nghĩa là cái số lượng tiền rời khỏi đi vào thị trường Crypto từ những quỹ đầu tư đó không đáng kể mãi cho đến gần đây các bạn nó, nói chung nó hầu như là 6 tháng qua chúng ta không thấy cái số lượng tiền đáng kể cho đến tuần vừa rồi tuy nhiên rồi là cái tuần mà chúng ta thấy có một số tiền tiền lớn trở vào thị trường này và đi vào quỹ BTC đó là thống kê đến từ Coinshare và đến từ đâu thì chúng ta có thể nhìn vào nguồn gốc của những quốc gia đó thì chúng ta nhìn thấy được là phần lớn là đến từ nước Đức các bạn 46.4 triệu rồi đến từ nước Đức kế đó là Canada các bạn là gần như là 30 triệu thì không hiểu lý tại sao mà Canada có số lượng tiền lớn tại vì họ có cái quỹ Bitcoin Spot ETF thì đây cũng có thể là dấu hiệu quỹ Spot ETF thu mua nhưng mà Đức không biết tại sao mà chúng ta lại có cái số lượng tiền lớn đi vào từ quỹ đầu tư từ nhiều rồi như vậy rồi kế đó chúng ta có nước Hoa Kỳ 26 triệu và được nhiên Switzerland là 22.7 triệu Còn lại là Sweden chỉ có 1.6 triệu mà thôi Và nước Pháp đó thì không đáng kể 0.1 triệu cái thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn là liên quan đến stable stablecoin các bạn đã ổn định thì nếu như các bạn nhìn vào vốn hóa thị trường đó, thì các bạn biết là stable coin lớn nhất bây giờ đó chính là tether tether bây giờ đó là có khoảng 67 tỷ đô la trong đó rồi cái đồng ổn định lớn thứ nhì trên thị trường đó chính là USDC nghĩa là USD coin các bạn của công ty Circle là đứng sau lưng Tether 42 tỷ đô la nói chung nữa thì cái sự phân bổ này nó cũng đỡ lo hơn trước đây rất nhiều rồi các bạn trước đây đây chúng ta biết là chỉ có Tether mà thôi thì lúc đó rất nhiều cái sự lo lắng lỡ nhưng mà Tether có chuyện gì hầu như năm nào cũng có những cái sự lo lắng là Tether sụp đổ các bạn nhưng mà tới bây giờ thì Tether vẫn chưa sụp đổ từ ngày đầu tiên thì biết đến crypto đó thì đã nghe nói là Tether sẽ có nguy cơ sụp đổ rồi đó chính là khoảng chừng cuối năm 2016 các bạn, mãi tới bây giờ luôn, Tether vẫn chưa có gặp vấn đề gì Nhưng mà dù sau đi nữa, đó, cái sự lo ngại vẫn ở đó Bây giờ các bạn thấy được là chúng ta đã có một cái sự phân phối giữa Tether USD Coin và trong top 10 chúng ta cũng có đồng Binance USD thì chúng ta hãy nói tới đồng lớn thứ nhì là USD coin thì đồng này đó có an toàn hay là không thì chúng ta vừa nhận được một cái bài kiểm toán được chia sẻ bởi Grant Thornton các bạn Grant Thornton cũng là một trong những công ty kiểm toán nổi tiếng cho nên uh, tin tưởng thì cũng có các bạn tại vì Grant Thornton không phải là một cái công ty kiểm toán mà không ai biết không giống như là trước đây Tether mướn một cái công ty kiểm toán ở một cái đảo mà không ai biết đến các bạn thì uh, Grant Thornton đã kiểm tra cái số lượng tiền dự trữ của công ty Circle của bạn này, công ty đứng sau lưng đồng USD coin đó thì à, cho lúc mà họ kiểm tra cho thấy được là tới tháng 12 thì à, tổng cộng trên thị trường là có 44.5 tỷ đô la USDC và cái số lượng tiền họ lưu trữ đó là 446 tỷ đô la các bạn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ có cái số lượng tiền nhiều hơn là cái số lượng đồng USDC để mà đảm bảo cho giá trị USDC là một đô la và chi tiết hơn ra thì Rand Toulton nói là một phần lớn của cái số lượng tiền này đã được lưu trữ bởi những ngân hàng như là Bank of New York Mellon những ngân hàng lớn các bạn ngân hàng Citizens Trust Bank, Customers Bank, New York Community Bank, Signature Bank, Silicon Valley Bank và Silvergate Bank đây là những công ty lớn mà đang lưu trữ tiền cho khách hàng, những cái ngân hàng lớn mà nhiều người biết đến thì cái số lượng tiền khách hàng đó à, cho đồng USDC khi nằm trong những ngân hàng này À, và cái số tiền không phải là nằm chỉ riêng đồng đô la đâu các bạn dựa theo tài liệu của grand Thornton thì một số lượng lớn tiền là họ dùng để mà đầu tư công trái phiếu của hoa kỳ thì công trái phiếu của hoa kỳ nghĩa là giấy nợ của chính phủ hoa kỳ các bạn đây gọi là một trong những công trái phiếu an toàn nhất trên thế giới tại vì chính phủ hoa kỳ lúc nào cũng trả nợ đúng hạn và không bao giờ quýt nợ các bạn cho đến ngày hôm nay cho nên đây là một trong những công trái phiếu mà rất là an toàn thì có một số bạn hỏi thuận là những công ty như là công ty tether hay là usdc đó thì họ làm sao mà có lời được khi mà họ phát hành tàu ổn định thì ngoại trừ là nếu các bạn là một đối tác như các bạn là một sàn đi thì đương nhiên các bạn cần phải min trên tàu ổn định để các bạn trade trên sàn thì khi các bạn min sẽ là khi mà các bạn trả lời tiền để mà lấy đồng đô la đó thì họ sẽ tính một cái phần phí nhưng mà đó là một phần thu nhập mà thôi cái phần còn lại đó là khi họ lưu trữ cái số lượng tiền này thì họ mua công trái phiếu và công trái phiếu đương nhiên là có lợi nhuận thì đó cũng là một phần lợi nhuận của họ khi mà họ lưu trữ và con số cũng không có nhỏ đó các bạn các bạn nghĩ đây công trái phiếu bây giờ có thể lên tới là bốn 5% thì khi các bạn có 44.6 tỷ đô la các bạn bỏ vào một công trái phiếu thôi thì các bạn nghĩ đi 1 năm các bạn lời 4% là bao nhiêu tiền rồi. Thì đây là cái cách hoạt động của những công ty như là USDC và nói chung đó, thì đây cũng là một thông tin tốt các bạn. Chúng ta biết được là ít ra đến tháng 12 mới đây tháng vừa rồi đó thì chúng ta thấy được là USDC có số tiền cần thiết để mà hỗ trợ cái số lượng USDC trên thị trường. Rồi cái thông tin kế tiếp Thùng muốn chia sẻ với các bạn đó là thông tin liên quan tới một loạt những quốc gia Nó cũng khá là thú vị các bạn để Thùng chia sẻ để các bạn hiểu hơn Thì đầu tiên hết chúng ta có quốc gia Guatemala các bạn Guatemala là một cái quốc gia nói chung cũng là một quốc gia mà không giàu các bạn Và có thể nói là một quốc gia cũng nghèo đó Thì khi chúng ta nhìn vào Guatemala chính là quốc gia này ở trên màn hình các bạn Đây là một quốc gia à, nằm kế bên quốc gia mà chúng ta đã nghe nói đến rất nhiều Đó chính là El Salvador Đây là El Salvador các bạn và bên trên này Chính là Guatemala Bên trên này nữa đó chính là Mexico Và bên trên đó nữa đó chính là Hoa Kỳ các bạn Và bên trên Hoa Kỳ là Canada Thì à, chúng ta thấy được là Guatemala là một quốc gia mà nằm kế bên El Salvador Và dựa theo bài viết này đó Thì người dân của Guatemala cũng ít nhiều gì đó Bắt đầu là có có sự ảnh hưởng đến từ El Salvador Và cái sự chấp nhận Bitcoin để mà thanh toán đó ngày càng tăng lên Tuy là không có giống như là El Salvador El Salvador đó thì đã chấp nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp rồi Guatemala thì vẫn chưa nhưng mà có một số à, những cái cửa hàng thì đã bắt đầu chấp nhận BTC thì tuy bây giờ đó vẫn chỉ mới là bắt đầu mà thôi những cửa hàng họ nói là trong vòng một tháng thì có khoảng chừng là 2 tới ba khách hàng muốn trả bằng BTC thôi nhưng mà nói chung đó ở một quốc gia mà ít người biết đến như vậy ở một quốc gia mà các bạn thì được là không phải là một quốc gia giàu hay là tân tiến về công nghệ mà chúng ta cũng thấy được cái sự chấp nhận BTC cũng là một cái bước khởi đầu tốt rồi và chi tiết hơn đó thì ở Guatemala có một cái nơi mà xăm mình các bạn thì nơi xăm mình này đó bây giờ nói là người ta tới xăm mình đi qua đến btc thì xăm mình miễn phí để thứ nhất là thúc đẩy sự chấp nhận của bitcoin cho người ta biết đến hơn và thứ nhì nữa đó muốn có thêm khách hàng tại vì khi mà khách hàng tới đây họ có thể là xăm btc họ có thể xăm những cái hình khác và khi mới bắt đầu đó thì họ cũng không biết được là có bao nhiêu người thật sự là muốn xăm bitcoin lên trên người của họ nhưng mà khi mà họ thông báo trên mạng xã hội đó thì trong vòng thời gian ngắn mà thôi thì tất cả cái số lượng hình xăm miễn phí đó, đã được người ta đăng ký hết rồi và đây là một số những cái dẫn chứng là họ đã chia sẻ với các bạn thường thì rất là yêu thích bitcoin các bạn đã biết rồi thậm chí các bạn thấy là sau lưng thường cũng có đèn bitcoin và cái xe của thần bạn số xe cũng là dca btc gì bạn có đã biết rồi à, thường cũng có nón bitcoin nói chung thì thường là người mà rất là yêu thích bitcoin nhưng mà cũng không đến nỗi là sẽ xăm bitcoin lên người rồi các bạn các bạn thì sao nếu như mà có một nơi nào đó chấp nhận xăm mình miễn phí nếu như các bạn xăm BTC thì các bạn có xăm hay là không Các bạn comment bên dưới Xăm Bitcoin thì cũng không nổi nào rồi các bạn Ít ra chúng ta không có xăm những cái đồng khác như là chúng ta nói tới uh, đồng Luna các bạn Các bạn đã nhớ đây là tỷ phú Minorat uh, đã xăm hình Luna lên trên tay của ông ta Bây giờ thì uh, các bạn đã biết nghĩ nào rồi Rồi đó là cái thông tin liên quan tới Guatemala Chúng ta cũng có thông tin uh, liên quan tới một quốc gia khác nữa mà ít bạn biết đến Đó chính là Montenegro đây là cái uh, quốc gia có sự hợp tác với lại công ty các bạn để các bạn biết hơn về vị trí cái quốc gia này đó thì Montenegro là nằm ở đây nè các bạn đây là một cái quốc gia mà có thể là ít bạn nghe nói tới quốc gia này đó là nằm kế bên Albania và bên tay phải đó chính là Serbia các bạn và ở bên đối diện đó chính là nước Ý thì Montenegro là một cái quốc gia cũng coi như nằm trong khối châu Âu các bạn và hình như là họ cũng đã sắp sửa được xác nhập vào cái khối EU rồi thì đây là một quốc gia mà họ đã công bố là đang hợp tác với lại công ty Ripple các bạn để làm gì? Để có thể là đưa ra một đồng tiền điện số quốc gia các bạn. Một quốc gia như là Montenegro thì cũng muốn tham gia vào để mà có CBDC. Dựa theo cái thông tin đến từ thủ tướng của Montenegro thì ông ta nói là ông ta đã gặp mặt với là Ripple CEO là Brad Gallinghouse thì Công ty Ripple sẽ là công ty đứng ra chịu trách nhiệm để mà giúp cho họ làm sao có được một đồng CBDC. Thì điều này có nghĩa là đồng XRP sẽ được sử dụng ở nước này hay là không thì cũng không có hoàn toàn đúng đâu các bạn. Tại vì ngay cả công ty Ripple đó, họ nói là đây là cái việc là hợp tác phát triển công nghệ các bạn. Cũng giống như là chúng ta đã nói tới ngày hôm qua khi mà California DMV đó, cái nơi mà quản lý xa cổ ở Cali có sự hợp tác với lại Tezo thì không nghĩa là đồng Tezo được sử dụng chỉ đơn giản là một cái sự hợp tác giữa Cardano DMV và cái lập trình của Tezo để có thể có một cái blockchain riêng thì đối với lại cái sự hợp tác của quốc gia Montenegro và Ripple thì cũng tương tự như vậy đó các bạn bây giờ thì vẫn chưa có rõ nhưng mà đương nhiên công ty Ripple kỳ vọng là một ngày nào đó đó những quốc gia mà hợp tác với lại công ty Ripple đó thì có thể trở thành một cái sidechain Tại vì nếu như mà quốc gia mà họ có cái tiền kỹ thuật số riêng chạy trên một cái mạng lưới riêng thì cũng không ý nghĩa gì đâu các bạn. Thì làm sao có thể kết nối được với lại thị trường crypto, làm sao có thể kết nối được với lại những mạng lưới của những cái tiền kỹ thuật số quốc gia khác. Cho nên tới cuối cùng thì cũng cần phải có một sự kết hợp và công ty ra. Thì kỳ vọng là sau này XRP sẽ là cái nền tảng để mà giúp kết hợp những cái CBDC. Và không chỉ riêng là họ đang làm việc với quốc gia này các bạn. Gần đây hơn đó, thì các bạn đã nghe một số thông tin À, liên quan tới ripple cũng có cái sự hợp tác với lại uh, bhutan các bạn bhutan là quốc gia gì đây là một cái uh, quốc gia cũng rất là nhỏ các bạn đây là bhutan bhutan là quốc gia nằm cạnh nepal và bangladesh thì uh, đây cũng là một trong những quốc gia mà có sự hợp tác À, với lại congo và còn một quốc gia nhỏ khác đó chính là cái uh, quốc gia Palau các bạn Palau là quốc gia rất là nhỏ này đây là một cái đảo rất nhỏ và cái đảo này uh, nếu như nói nằm gần thì có thể nằm gần Philippines các bạn đây là đảo Guam uh, đây là đảo uh, Philippines thì uh, Palau nằm ngay đây các bạn thì đây là những cái quốc gia mà đang có hợp tác với lại con Ripple và cũng như thường dự chia sẻ họ kỳ vọng là một ngày nào đó những cái quốc gia này sẽ có CBDC và sẽ dùng nền tảng của Ripple để mà kết nối với nhau Rồi chúng ta có một số những cái thông tin khác nữa, phần lớn là thông tin liên quan tới uh, Salmon Free và FTX các bạn Cũng có một số những cập nhật tôi mang đến cho các bạn Nhưng mà trước hết á, thì chúng ta có một quỹ đầu tư đó chính là Osfree. Quỹ đầu tư này đó hiện bây giờ là họ đang kiện uh, công ty Grayscale các bạn Tại sao kỹ công ty Rescale Tại vì họ nói là công ty Rayscale đó đã lương gạt họ khi mà quảng bá về cái quỹ đầu tư GBTC này. Và chi tiết hơn đó, cái quỹ đầu tư Osprey này đó, họ nói là họ đầu tư vào GBTC tại vì công ty Grayscale đó đã từng hứa hẹn với họ là khả năng rất cao là cái quỹ đầu tư Drayscale Bitcoin Trust này sẽ có thể là trở thành một cái quỹ Bitcoin ETF được thông qua bởi SEC thì khi đó sẽ có cái phần lợi nhuận và có thể lấy Bitcoin ra được nhưng mà bây giờ đó thì rất rõ ràng là SEC không có ý định cho một quỹ Bitcoin ETF spot thông qua ở thời điểm này nhưng mà cái văn bản quảng cáo của Grayscale thì vẫn nói là khả năng cao để sẽ xảy ra Đây là một cái sự lương gạt cho đầu tư Cho nên bây giờ họ mới kiện công ty Grayscale Chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới bộ tài chính ở New York các bạn Bây giờ thì đang điều tra sàn Gemini Thì tại sao lại điều tra sàn Gemini? Sàn Gemini là một trong những sàn mà có cái giấy phép hoạt động bit license ở New York thì sàn Gemini đó bị điều tra tại vì trên sàn Gemini đó cũng giống như là Celsius cũng đã đề cập đến cái bảo hiểm FDIC thì bảo hiểm FDIC này là có thật nhưng mà bảo hiểm FDIC này đó chỉ cho những sản phẩm mà được lưu trữ trực tiếp bởi ngân hàng mà thôi Nghĩa là nếu như các bạn gửi tiền ngân hàng đó thì được bảo hiểm như thường đã chia sẻ với các bạn trong một video ngày hôm qua thì đây cũng là một trong những điều được nói đến trong cái lộ trình crypto được đưa ra bởi chính quyền của tổng thống joe biden đó chính là chúng ta cần phải nghĩ đến là những người nào quảng bá fdc có thể là không có hoàn toàn đúng sự thật thì ở trên sàn gemini đó cũng không có để ý là họ quảng bá là có fdc nhưng mà có thể là họ có nhưng mà cái mà người ta lo lắng là một số người có thể họ không có rành về FDAC thì họ nghĩ là crypto là được bảo hiểm bởi FDAC nhưng mà không phải chỉ có cái số lượng tiền mặt nằm trên ngân hàng mới được bảo hiểm bởi FDAC mà thôi và trong tuần này chúng ta cũng sẽ có cái thông tin liên quan tới cái đồng ổn định đầu tiên dj của Cardano thì thường mới gì xem thêm thông tin chúng ta vẫn chưa có biết cái thời gian nào thì đồng dj này mới ra mắt nhưng mà đây sẽ là cái đồng ổn định giao thức đầu tiên của mạng lưới Cardano à, và họ nói là sẽ có mặt trong tháng 1 này chúng ta chỉ còn có một hai ngày nữa thôi là kết thúc tháng này rồi cho nên à, khả năng là sẽ có mặt ngày nay hay là ngày mai mà thôi thì đây là một cái đầu ổn định giao thức mà thường đã đừng chia sẻ với các bạn đây là một cái đầu ổn định giao thức mà nó không có giống như là Luna USDT giữa đồng DJ à, và cái đồng Cardano đó không có cái mối liên quan giống như là Luna và đồng USD à, đồng DJ này là một đồng giao thức nhưng mà được hỗ trợ bởi cái số lượng tài sản cao hơn À, để đảm bảo đồng này giữ giá một đô la đó là điều được chia sẻ bởi cody cody là cái công ty đứng sau lưng à, phát triển đồng dj này và chúng ta cũng nghe nói tới một cái đồng khác đó chính là đồng sen đồng sen này là cái đồng quản trị của cody các bạn cho cái uh, hệ thống dj tôi không hiểu đơn giản nó giống như là các bạn thấy trên đầu tiêu chúng ta có cái đồng ổn định đai thì ổn định đai này đó là một đồng mà có cái đồng quản trị là maker các bạn thì đa và maker thì đối thần cũng tương tự như là DJ và Shen. đương nhiên rất nhiều bạn cũng hỏi thường là tại sao nào phải có một độ ổn định thì thường đã từng chia sẻ với các bạn trước đây rồi. Nếu như muốn có một hệ sinh thái đó thì nào phải có một đồng ổn định mà có thể hoạt động tốt và nhiều người sử dụng thì đây có thể là cái bước khởi đầu để Cardano thật sự có một hệ sinh thái DeFi thì nhiều bạn cũng sẽ nói là chúng ta đã có những đồng định lớn như là USDC và đồng USDT rồi tại sao không sử dụng những đồng ổn định có sẵn thì có nhiều lý do đó các bạn trước hết là những đồng định đó phải hỗ trợ mạng lưới Cardano đó là điều đầu tiên điều thứ nhì là cho dù những đồng định đó có mặt trên Cardano này nữa đó thì cũng có nhiều rủi ro các bạn giống như là lỡ như mà Cardano dựa vào USDT Tether thì Tether bị vấn đề gì thì cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với lại mạng lưới của Cardano Và nếu như mà chúng ta sử dụng đồng JTC Thì đây là một đồng mà theo luật pháp của Hoa Kỳ Thì đương nhiên sẽ có những sự cố như là những cái ví bị đóng băng Vì một lý do chính trị nào đó Cho nên đây cũng là một trong những cái sự lo lắng các bạn Và nếu như mà họ có một cái đồng ổn định riêng của mạng lưới Cardano Thì sẽ tốt hơn Đây là điều mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn rồi chúng ta có một số những cái cập nhật liên quan đến uh, sbf và ftx các bạn đầu tiên hết là chúng ta sẽ có khả năng là sắp sửa biết được cái người ẩn danh mà đã bỏ ra cái số tiền thế chấp để mà đảm bảo cho Sam Banner Free tại ngoại là ai rồi à, dựa theo tài liệu từ tòa đó thì có khả năng là trong vòng một tháng nữa đó thẩm phán Louis Kaplan à, sẽ đưa ra cái quyết định là cho phép người ta biết người đó là ai hay là không thì đương nhiên rất nhiều cái sự xôn xao hiện bây giờ các bạn các bạn đã nhớ là sau khi mà Sam Banner Free bị giải về hoa kỳ từ bahamas à, thì lúc đó đó cần phải có à, một cái số tiền thế chấp được tại ngoại và lúc đó thì một số tiền là đến từ cái thế chấp nhà của ba má simon free và một số tiền đến từ một số người thân nhưng mà có một người ẩn danh cũng đã có mặt để mà hỗ trợ tài chính về cái vụ này mà chúng ta không biết người đó là ai nhiều người nói là có phải người đó là Cameron Larry hay là không hay là có phải người đó là một ai đó trong chính trị hay không chúng ta cũng không biết hay là nhiều người nói là có thể người đó chính là CZ của Binance chúng ta đâu biết được các bạn nhưng mà chúng ta có khả năng là sắp sẽ biết người đó là ai và thường cũng rất muốn biết các bạn tại vì thường tò mò mà thôi rồi cái đó chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới bộ tư pháp các bạn thì uh, bộ tư pháp đó họ đã nói là họ muốn xin lệnh tòa để cấm Simon Free sử dụng các phần mềm tin nhắn như là Slack và Signal. thì tại sao vậy? Tại vì bộ tư pháp nói đó là vì lý do Simon Free đã liên hệ với những nhân viên cũ và hiện tại của FTX và là Mira nhằm mục đích lung lạc nhân chứng và họ có một số dẫn chứng cho thấy được là Simon Free tuy là chưa nói bất cứ cái gì gọi là phạm pháp nhưng mà cũng đã có cái xu hướng là hẹn những người này gặp mặt uh, và muốn bàn chuyện để cho mọi người nói cùng một câu chuyện thì đương nhiên điều này là điều mà bộ tư pháp không, không muốn đương nhiên đây là bộ tư pháp muốn xin định tò mà thôi chứ bộ tư pháp không thể nào mà cấm salmon free sử dụng những cái phần mềm tin nhắn gì được tòa phải ra quyết định nhưng mà tòa đó thì vẫn chưa ra quyết định nhưng mà hôm nay đó thì bộ tư pháp một lần nữa lại đưa thêm cái dẫn chứng nói là ngày 2 tháng 1 đó thì đã có tin nhắn đến từ salmon free trực tiếp đến CEO hiện tại của FTX đó chính là John Ray các bạn các bạn đã nhớ là sau khi mà khai bề phá sản đó tòa án đã bổ nhiệm John Ray làm CEO để mà xử lý vụ phá sản này thì đã có cái tin nhắn đến từ Simon Free muốn gặp riêng John Ray ở New York nói cái gì thì tôi đâu có biết và cái cuộc gặp gỡ này vẫn chưa có xảy ra nhưng mà đây là những dẫn chứng mà bộ tư pháp đề nghị là cần phải ngăn cấm Simon Free liên hệ với nhân viên cũ hiện tại sử dụng những cái mạng xã hội bên phía của Simon Free đó luật sư biện hộ nói là điều này không hợp lý tại vì Simon Free là người mà bị khởi tố và những nhân viên cũ về hiện tại của FTX Alameda đó có rất nhiều thông tin cực kỳ quan trọng để giúp đỡ cho Sam Free có thể chắn án được có thể là cải được cái sự kiện này cho nên nếu như mà không cho gặp thì làm sao mà lấy được những thông tin đó đây là cái vụ dằn co hiện bây giờ chúng ta vẫn chưa có kết quả rồi chúng ta cũng có một cái đơn vị liên quan tới quyên góp tiền ở nước Anh thì bây giờ đã cũng đang điều tra một công ty quyên góp từ thiện có tên là effective ventures foundation đây là một công ty quyên góp từ thiện mà dựa theo tài liệu này thì có sự quan hệ với lại ftx thì có phải là tại vì công ty này làm cái gì đó nó sai trái hay không thì vẫn chưa phải các bạn ngay cả cái bộ điều tra này họ cũng đã nói là không phải là công ty này có cái gì đó không có đúng theo luật pháp chỉ là họ lo lắng là có sự quan hệ với ftx trong công ty này đó có rất nhiều tiền quyên góp đến từ mọi nơi họ chỉ muốn chắc chắn là công ty này không gặp vấn đề tài chính mà thôi tại vì không có biết được là cái mối quan hệ nó sâu cỡ nào và có dính dáng đến tài chính hay là không và thông sẽ ngưng video này ở đây các bạn Hôm nay là ngày thứ hai Các bạn đã thấy được là chúng ta cũng có khá nhiều những thông tin rải rác Nhưng mà cũng khá là thú vị Cho nên thường cũng muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Như mình nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là OKX, Bybit hay là Binance và một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Một lần nữa như mình nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.